mình có gì đây, nguyên một con Indoraptor đang làm gì các bạn? Hồ thì ra nó đang tìm cách để nó che giấu, đây là những cái thức ăn dự trữ của nó hay sao đây các bạn? Đấy, nó tìm cách nó che giấu bằng những cái cát lại kìa các bạn. Thấy có vẻ nó cảm thấy là đủ được bạn, nó bỏ đi mất tiêu rồi kìa. Đây là cơ hội chúng ta giải cứu những con khủng long này đây. Wow, trước mặt các bạn là Styracosaurus, các bạn khủng long năm sừng Styraco màu xanh vàng rất là đẹp luôn nè, cực kỳ bắt mắt thấy không? Đó, ngầu chưa? Wow, ở đây mình có một chú Styracosaurus màu đỏ rất là đẹp luôn kìa các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa. Wow, rất là đã luôn nha. Ok. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Styracosaurus với những chiếc gai rất là bén, khủng long gác mái Styracosaurus. Con này nó rất là đẹp luôn các bạn, cái gai này. Nhìn con Styracosaurus này có những cái lá gai khủng long gác mái rất là đẹp luôn các bạn. Ngầu cực kỳ luôn kìa, thấy giờ đã quá trời. Nó nhìn gai nó bé chưa kìa. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Rhino, một con tê giác khổng lồ với hai chiếc sừng khá là nhọn. Con này nó có lớp da sần sùi màu xanh dương này các bạn, đẹp chưa kìa. Cái sừng ở đây là một con Rhino, một con tê giác các bạn. Đây là loài tê giác xanh nha các bạn, rất là đẹp. Khá là nhọn luôn. Tam giác lông chạy sơ tóp của chúng ta đây rồi, màu dạ quang các bạn. Đây là tam giác lông dạ quang chạy sơ tóp khổng lồ luôn các bạn. Đó, nó có những cái sừng rất là chạy sơ tóp tam giác lông của chúng ta đây rồi. Đi rồi là đầu tiên của mấy con tê giác quá nhỏ. Đấy, có cái sừng nhìn rồi nhỏ nè. Ở đây chúng ta có cả ankylo các bạn, khủng long ankylo sau đó khổng lồ với chiếc đuôi là của đại trùy rất là to lớn luôn các bạn. Màu da cho người nó này, còn này chạy rất là nhanh nha các bạn. Đi là trả lại cho Ankylosaurus chúng ta đây rồi. Wow, nó bự kìa các bạn, nó đi ngang cả một con gì mà nó bự hơn luôn. Rồi. Có cả Stegosaurus với những chiếc gai nữa các bạn. Wow, nhìn gai con Stegosaurus nó dài vừa kìa. Con này dài rất là dày nữa các bạn. Đó, khủng long gác mái Stegosaurus chúng ta đây, cái đuôi nó là dài. Wow, chú Stegosaurus đang nằm ngủ các bạn. Wow, nó cuộn cái người nó lại các bạn. Thấy các bạn ở đây cái đuôi gai của nó kìa. Đó. Nữa này. Ui, tiếp theo cũng đập vào cả Iguanodon nữa, nó bắt được cả Iguanodon rồi các bạn. Iguanodon nó mạnh thế nha. Đó, còn Iguanodon chúng ta đây, nó dáng đứng này, con này cơ bắp khá là. Iguanodon đang bóc gì cái lá cây ăn đấy không, nó bóc bằng hai tay các bạn đấy. Chú khủng long thuộc bộ bóng vuốt này khá là lạ thế chị nha. Và đây là Pentaceratops, một cái nữa là khủng long có ba sừng nhưng mà cái cặp khiên trên đầu các bạn. Đấy, nhìn rất là hay đúng không? Đó, màu da của nó màu đỏ nữa các bạn, quá là bắt mắt. Ở đây mình có gì đây? Pentaceratops với cái sừng người các bạn, ngầu chưa kìa. Ấy, ngầu cực kỳ luôn. Ấy, chắc hoài. Và đây là Abatosaurus các bạn. Khủng long Abatosaurus sở hữu một cái chiều dài khá là ấn tượng. Là khủng long này rất là nặng các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Abatosaurus đang yên cùng nhau các bạn. Ở xung quanh nó có những con Mara, nó đang sống trùng với những con cỏ khác kìa. Cực kỳ luôn. Gấu trúc của chúng ta đi rồi này, mô hình một chú gấu trúc này các bạn. Đó, màu trắng đen rất là đẹp luôn các bạn, dính khá là nhiều bụi bẩn luôn, không sao chúng ta phủi ra được hết đấy. Đó, hay giờ này con gấu trúc nó đứng trên một cái cành cây các bạn. Wow, nhìn nó đi lạ ghê chưa kìa. Wow, nhìn nó đi trên cây lần đầu tiên mình thấy nó đi cái kiểu này luôn, lạ vô lý thế nha. Ôi, sạch sẽ liền. Đó, mình đã thay mồ các bạn, lạc đào với hai chiếc búa vô rất là cao đây, các bạn có thể thấy hai chiếc búa thấy chưa. Đó, chữ nước đã băng qua cái sa mạc khổng lồ các bạn. Mô hình của con lạc đà, đây là chú lạc đà của chúng ta đây rồi, sở hữu cái bú rất là cao luôn các bạn. Đây là cái bú dùng để trữ nước để băng qua sa mạc các bạn, rất là xịn luôn, khá là bắt mắt luôn. Ấy cha, vừa lội lên được cả một chú khủng long Amegasaurus luôn các bạn. Đó, ở đây mình có Amegasaurus này các bạn, đẹp chưa kìa, gai không là gai trên lưng này nè. Đó, các bạn thấy không, con này nó sở hữu chỉ gai thôi, gai không. Các bạn có thấy con Amegasaurus này nó to chưa? Ấy, gai trên phần cổ nó kìa, đầu quá trời gai luôn, cực kỳ luôn. Có cả Rhino và con tê giác nữa các bạn. Wow, đây là mô hình chú tê giác của chúng ta đây. Chú tê giác này sở hữu cái lớp da rất là sần sùi luôn các bạn. Đó, cái sừng của nó này rất là nhọn luôn. Rhino kìa các bạn. Đó, chú tê giác với hai cái sừng rất là nhọn luôn kìa. Đấy, đã chưa? Wow, đã chưa? Dê núi chúng ta. Wow, mô hình một con dê nữa các bạn. Wow, chú dê này sở hữu một cái sừng rất là đẹp luôn các bạn. Một sắc nét của nó này. Đấy, các bạn thấy con dê nó đẹp chưa? Đây là một con gì ta, thấy con dê nhìn rất là lạ luôn các bạn. Đấy, nó có cái vằn của nó với con hù sao luôn kìa. Ui, con hù lông khổng lồ này chúng ta có gì đây? Wow, sao Indominus Red các bạn. Wow, đây mình có cả khủng long Indominus Red khổng lồ với hàm răng rất là to luôn các bạn. À, nhìn ngầu với kiểu bạn, con khủng long Indominus Red này có khả năng đổi màu theo cái môi trường. Và con này là một chiếc loài khủng long rất là đặc biệt nha.
nhìn đẹp. Đừng bị nó rết đang ẩn mình sau cái thân cây để đi kiếm mồi, các bạn thấy kìa cái dáng của nó đang đi săn mồi đấy nha. Kỳ luôn. Và là sầu Rodophus khủng long thuộc họ thằn lằn chim màu gần đấy các bạn. Đây thấy con khủng long này sở hữu cái lớp da rất là đẹp nha. Đó, có cái màu nhô đã phía sau nữa này các bạn. Này cũng là màu gần của chúng ta đây, rất là ngầu và đẹp dễ thương luôn. Đó, nhìn đã thật sự luôn với bộ quà chứ khủng long ngầu quá trời ngầu luôn này. Qua đây mình có cả Parasaurolophus khủng long thuộc họ thằn lằn màu gần của chúng ta đây. Đấy, một đàn ý hệt nhau luôn kìa. Đấy. Carnotaurus khủng long đầu bò, Carnotaurus màu xanh lá cây này các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy đã chưa kìa. Nguyên con khủng long đầu bò khổng lồ màu xanh lá cây luôn. Dạng đứng khá là lạ luôn, cái sừng này khá là nhọn đó này. Đó, đẹp chưa kìa. Đó, nhìn con Carnotaurus của chúng ta đây rồi, đang gầm rồi gầm rồi các bạn. Đó, đấy chưa. Ở đây là Giganotto các bạn. Wow, các bạn thấy khủng long Giganotto này nó sở màu xanh dương nhìn rất là bắt mắt luôn này. Con mắt nó đỏ rực luôn các bạn. Cả Giganotosaurus thì các bạn. Wow, nhìn to chưa kìa. Ui, bị đánh nhau trong tôi thấy gầm gừ đánh nhau kìa các bạn. Đẹp chưa. Wow, elephant này. Wow, ở đây mà có cả một con dê, con voi khổng lồ nữa các bạn. Đó, chiếc ngà đây khá là nhọn rồi cái đuôi nó này. Hay giờ đó, một chú voi màu xanh rất là đẹp các bạn. Con voi nó nặng lắm nhưng mà con cháu của loài voi mammoth trong thời tiền sử đây. Khi một con voi khổng lồ đứng trên một cái tóc nhà luôn các bạn, sao nó leo được hay thế nhờ. Đấy, ảo chưa kìa. Rất là đẹp. Ây chà, wow, ở đây mình còn một chú sư tử nữa này. Wow, đây là mô hình của một con sư tử nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái bòm sư tử quá ngầu luôn nè các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Chú sư tử xuất sắc thực kỳ luôn nha. Đó, chúng ta sẽ... Ồ, mình có một con chúa sơn lâm, một con sư tử đang ở một cái vùng đất toàn là tuyết không kìa các bạn. Ồ, nó di chuyển nè các bạn. Đấy, nhìn nè, chúa sơn lâm nè. Quay, con Indoraptor bất ngờ quay về rồi các bạn. Wow, cả con sư tử của nó lôi xuống lại rồi. Wow, wow, khá là bất ngờ khi mà những con động vật nó bình giải cứu hết rồi. Rất là giận dữ và bỏ bị mục tiêu rồi các bạn. Wow, vậy cũng sư tử rồi. Wow, có vẻ là hết rồi các bạn.